Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Nữ tiếp viên quán karaoke múa thoát y phục vụ khách ở Đồng Nai. Quán karaoke bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngưng kinh doanh nhưng vẫn lén lút cho khách vào hát và cho nhân viên múa thoát y phục vụ. Ngày 8 tháng 11, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý vụ nữ nhân viên quán karaoke tại phường Trảng Dài múa thoát y để phục vụ khách. Trước đó, vào đêm ngày 7 tháng 11, Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Long Châu, phát hiện tại một phòng hát có 4 nam và 4 nữ đang ca hát, trong đó có một nữ nhân viên đang thoát y nhảy múa phục vụ các khách. Quán karaoke Hoàng Long Châu từng bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngưng kinh doanh do không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên quán này vẫn lén lút cho khách vào hát và thoát y, khiêu dâm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.